Kính bạch chư tôn đức, kính thưa bà con hai họ, cái lời chúc trong năm hạnh phúc đó, bây giờ bà con hai họ, tất cả anh chị em bạn bè đều chúc cho hai đứa con. Lời chúc nó đơn giản thôi, nhưng đó là việc, là vấn đề của cả một đời người. Chúng ta làm sao để có hạnh phúc? Và con người chúng ta thường nói về hạnh phúc, định nghĩa về hạnh phúc. Nhưng thưa với tụi con, hạnh phúc không phải để nói, hạnh phúc không phải để cái định, để định nghĩa, mà đó là hạnh phúc là những cái đơn giản nhất, là những cái chúng ta phải làm. Hai đôi chân này từ trước đến nay không cùng một nhịp bước, nhưng kể từ ngày hôm nay nó sẽ cùng một nhịp bước. Hai hơi thở kể từ ngày hôm nay sẽ cùng thổi một luồng gió của thương yêu. Hai trái tim kể từ ngày hôm nay sẽ chung một nhịp đập. Tụi con làm được điều đó, tụi con sẽ có hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì trong từng phút, từng giây tụi con đang có mặt cho nhau. Chính những điều rất đơn giản mà nó làm cho chúng ta có hạnh phúc. Đừng nghĩ hạnh phúc là phải có cái nhà thật to, phải có vài chiếc xe hơi, phải có cổ tiền cho nhiều. Tụi con thấy có rất nhiều người giàu có, họ đi kiếm được đồng tiền nhưng họ không có hạnh phúc. Hạnh phúc của một người chồng là có được một cô vợ để chăm sóc, để thương yêu, để lo lắng. Hạnh phúc của một người vợ đó là có một người chồng để chăm sóc, để thương yêu, để lo lắng. Ngày đầu tiên tụi con gặp nhau, dành tình cảm và yêu nhau như thế nào thì thầy mong rằng cái tình cảm ấy nó sẽ trải mãi và nồng cháy mãi cho đến ngày cuối đời của tụi con. Hãy yêu nhau như thuở ban đầu mà tụi con yêu nhau. Dù ngày tháng có đi qua, hoàn cảnh của cuộc đời có khó khăn, có bôn ba chật vật về chén cơm manh áo hoặc mọi thứ gian trưng, tụi con cũng phải nhớ rằng chúng ta là vợ chồng, phải thương yêu nhau. Lâm không phải đợi đến khi Trang nói là hôm nay anh hãy chở em về thăm ba mẹ, lâu quá em chưa về thăm nhà. Đừng đợi vợ nói như vậy mới trở về nghe con. Hãy chủ động và nói với vợ rằng cuối tuần này em rảnh không, anh sẽ chở em về thăm ba mẹ, thăm bà con. Con có biết chỉ việc đơn giản đó con đang đem lại cho vợ con sự hạnh phúc, vì chồng mình rất quan tâm đến với mình. Trang, hãy chủ động mua cho người mẹ chồng của mình một bộ đồ hoặc một cái món quà gì đó mà con thấy mẹ con có thể thích. Việc làm đó con làm cho người mẹ chồng vui và làm cho chồng của mình thấy vợ mình thật là ngoan. Chính những điều đơn giản như vậy tụi con sẽ có được hạnh phúc. Làm người phụ nữ không cần phải kiểm tra điện thoại của chồng mình, cái chồng mình gọi cho ai, nhắn tin cho ai. Cũng đừng bao giờ càm ràm trách móc chồng tại sao anh đi về trễ, anh điện thoại anh không được, vân vân. Tụi con biết những cái càm ràm đó nó sẽ làm cho chúng ta đánh mất hạnh phúc. Chúng ta sẽ cảm thấy chán nhau nhiều hơn. Một ngày nào đó gọi điện cho Lâm không được, Lâm đi làm về muộn, phải ngồi đợi Lâm về ăn cơm. Con hãy nở một nụ cười chào đón Lâm khi Lâm bước vào nhà. Nở nụ cười chào đón Lâm, nó hay hơn là con có một cái ánh mắt cao có để chào đón Lâm. Ánh mắt cao có làm cho hạnh phúc và tình cảm của tụi con sẽ sức mẻ. Nụ cười kia sẽ làm cho tụi con gắn bó với nhau nhiều hơn. Lâm cũng vậy, đừng bao giờ khen một người con gái khác đẹp hơn vợ mình trước mặt vợ mình. Và đừng bao giờ khen một người con gái khác trước mặt vợ mình, dù bất cứ là khen gì, vấn đề gì. Nếu con làm như vậy có nghĩa là con đang làm cho người mình yêu buồn lòng. Trang cũng thế, đừng khen anh chàng kia cơ bắp lực quá, đừng khen anh chàng kia cao 1m8, đừng khen anh chàng kia nói năng lưu lót trước mặt chồng của mình. Nếu con làm như vậy chồng con sẽ rất buồn. Chính những điều đơn giản mà tụi con dành cho nhau, chỉ cần ý thức trong mỗi việc, mỗi giây phút đi qua, tụi con sẽ hạnh phúc trăm năm. Thường thì người ta chúc nhau hạnh phúc trong năm, nhưng không bao giờ được trong năm hạnh phúc. Bởi vì con người ta quên đi những cái nhỏ nhặt. Họ cứ nghĩ rằng cắm đầu kiếm ra đồng tiền, làm cái gì đó mới là hạnh phúc. Không có đâu. Xin lỗi, những chuyện đó là những chuyện đánh mất hạnh phúc nhiều hơn.
một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Bây giờ thì đâu còn nhà tranh nữa đâu, bây giờ ở nhà tường không, ở nhà đổ mấy tấm trong đó có hai quả tim vàng là ok. Bây giờ bổn phận của tụi con đối với cha mẹ hai bên đều phải kính và thương như nhau, chứ không có cái chuyện là mẹ em thương, mẹ anh thương. Không có. Lâm mua cho mẹ mình một cái gì thì cũng phải mua cho mẹ bé Trang một cái món như thế ấy. Trang mua cho mẹ mình một cái gì thì cũng phải mua cho mẹ Lâm một cái món như thế. Không có cái chuyện mua cho mẹ mình mà không mua cho mẹ của vợ. Bây giờ đừng nói đây là mẹ vợ, đây là mẹ chồng, mà hãy xem đây là mẹ của mình. Cái chuyện nàng dâu với mẹ chồng đó là đề tài muôn thở. Thầy không từng làm dâu nhưng thầy cũng nghĩ rằng nó là cái chuyện nó khó khăn lắm. Bao giờ cũng thế. Cái chuyện đơn giản đừng trách tại sao những người mẹ chồng khó khăn với nàng dâu. Đơn giản để hiểu đó là đây là con trai của tôi, đây là núm ruột của tôi, đây là cái cục cưng của tôi, mà bây giờ tự nhiên có một con nhỏ con gái bên cạnh để chia sẻ cái tình thương, tất nhiên trong lòng nó cũng có cái gì đó, nó tủi tủi, nó buồn buồn. Thì chính vì vậy, vì thương con cho nên đôi khi người mẹ chồng hơi khó chịu, đó là chuyện trăm năm, người mẹ chồng nào cũng thế. Sợ con dâu nó không thương con mình hết lòng cho nên là cũng lo lắng đủ thứ, rào trước đón sau. Hãy vui và chấp nhận và biết đó là tình của người mẹ dành cho con. Lâm không cần phải về nhà vợ xong về nhà mình kể lại mọi chuyện như thế này thế khác cho mẹ nghe, cho bạn bè nghe. Trang cũng vậy, về ở với chồng với mẹ chồng như thế nào đó về cũng đừng nên kể lại cho mẹ của mình và bà con mình nghe. Nếu có kể hãy luôn nở nụ cười và nói rằng cuộc sống của con rất tốt, rất ổn định và rất hạnh phúc. Tụi con làm được như thế, hoàn cảnh bên ngoài không tác động đến được. Có nhiều anh rể, có nhiều nàng dâu đến nhà vợ, đến nhà chồng ở xong đi kể người này người kia nghe những cái không vừa ý, từ những chuyện rất nhỏ cho đến những chuyện rất lớn. Rồi ở bên ngoài người ta tác động vô, ừ ở vậy, ở sao nổi, sống sao nổi, vân vân. Những cái đó nó đánh mất đi cái sự kiên trì và đánh mất đi hạnh phúc của tụi con. Hãy thương nhau như thở ban đầu đã thương. Hãy thương luôn cả đôi dép, cái nón, thương cả đường đi nẻo về của người mình đã sánh duyên trăm năm làm chồng vợ. Nói thì không biết nói đến khi nào mới hết, nhưng thầy chỉ mong tụi con ý thức rằng tụi con đã và đang, sẽ và mãi mãi có mặt cho nhau. Thế cho nên hãy trọn vẹn mà thương nhau, đừng bao giờ làm nhau buồn. Dù là một chuyện rất nhỏ hãy cố gắng, vì biết rằng người đó bây giờ với mình hai thể nhưng mà là một. Hai thể nhưng là một. Mình làm họ buồn mình sẽ không bao giờ vui. Vì sao? Vợ mình buồn, chồng mình buồn, mình làm sao vui được. Hãy nhớ đừng bao giờ làm người của mình buồn, vì đó là một nửa của mình, vì đó đã hợp thể với mình. Chúc cho tụi con hạnh phúc với những điều rất nhỏ, hạnh phúc trong từng giây phút đi qua, hạnh phúc trong tiếng cười, trong lời nói, hạnh phúc trong cái nhìn, và hạnh phúc trong những lúc tụi con đang bên nhau, hoặc là vì hoàn cảnh công việc không gần nhau, tụi con cũng vẫn hạnh phúc, vì biết rằng người đó là của mình, người đó luôn trọn vẹn với mình. Chúc tụi con hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nhẫn một chút gió yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức trụ trì nói lên ý nghĩa chức nhẫn, rồi tiến ra phía trước trao đôi nhẫn cưới cho cô dâu và chú rể. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa hai họ, kính thưa anh chị, đây là hai chiếc nhẫn mà anh chị gửi cho tôi để tôi trao cho anh chị trong cái ngày lễ hạnh thần. Kính thưa quý vị, tại sao người ta gọi cái này là chiếc nhẫn mà người ta không gọi cái này là một cái vòng, hay là gọi một sấu chổi, hoặc là gọi một cái tên nào khác?
Chiếc nhẫn này nó có ý nghĩa. Khi quý vị làm vợ làm chồng với nhau, ở với nhau trong cuộc sống, thì kính thưa quý vị, chúng ta là người nhân vô thập toàn. Nhiều khi người vợ có lỗi, rồi thỉnh thoảng người chồng cũng có lỗi. Mà khi người chồng có lỗi á, thì người vợ nhắc nhở người chồng và thương yêu người chồng, nhận nhìn người chồng, đừng nên cáu có với người chồng. Chiếc nhẫn này là nói đến cái lòng nhẫn và kiên trì thương yêu của chúng ta. Rồi khi người vợ có lỗi vậy, thì người chồng cũng cố gắng nhận nhìn, cố gắng thương yêu, đùm bọc thương yêu vợ của mình. Kính thưa anh chị, tại sao anh Lâm anh gặp những cô gái khác anh không thương, rồi chị Trang lại gặp một anh chàng nào đó lại không thương, mà hai người gặp nhau lại thương yêu, đùm bọc đến nhau như thế? Thì thầy nghĩ đây là cũng là một cái duyên của anh chị, đã nhiều đời nhiều kiếp, cũng đã từng quen nhau, cũng đã từng làm bạn nhau, hoặc đã từng làm vợ chồng của nhau, nên kiếp này gặp lại thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Kính thưa quý vị, hai chiếc nhẫn này nó làm bằng cái chất liệu vàng, làm bằng chất liệu vàng. Cái vàng này nó vào lửa không bị cháy. Tính chất của cái vàng nó vào lửa không bị cháy, vào nước thì nó cũng không bị xét, không bị rỉ mòn. Nên thầy cũng mong cho anh chị làm sao giữ được cái tính chất đó. Dù cho sau này cái cuộc sống của anh chị như thế nào, có đổi thay ra như thế nào, thì anh chị phải cố gắng giữ gìn cái lòng sắt son trước đây mình đã hứa hẹn với nhau, hoặc là đã hứa hẹn trước ngôi tam bảo, hoặc đã hứa hẹn với quý thầy. Thì cuối lời, thầy cũng kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đôi tân hôn trăm năm hạnh phúc, đến đầu bạc răng long. Đây là chiếc nhẫn của anh Lâm, thì tôi nhờ chị cầm. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay và trao cho anh Lâm ha. Và nói anh, sau này tôi có phạm lỗi, anh ráng nhận nhìn tôi nhé. Và đây là chiếc nhẫn của chị Trang, đưa anh Lâm, để anh Lâm trao cho chị Trang ha. Và cũng nói như vậy nha. Thế thôi, hai bên hứa hẹn như vậy đi, cố gắng ráng yêu thương nhận nhìn nhau. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng sanh tương lai nay con quy trước chư Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời, thề chung thủy yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng sanh tương lai nay con quy trước chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tăng
không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắc gieo nhân lành. Cho con hân hoan, cho con ca vang, khúc ca hạnh phúc thỏa bao chờ mong. Lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm.